Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Hòa, Phó trưởng phòng tổ chức Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Về phía Đảng ủy Tổng ty Hàng không Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Minh Chí, Phó ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Dự hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn năm 2017 ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí và toàn thể hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi cho giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên hôm nay với những nội dung tập huấn cụ thể. Tập huấn vận hành hiệu quả một đội tàu bay lớn hiện đại với tổng số 93 chiếc thuộc các dòng tàu bay mới tiên tiến của thế giới như Boeing 787-9, Airbus A350-900, Airbus A321 và cùng điều hành sự năng động và quyết liệt của ban lãnh đạo và tổ nỗ lực của toàn hệ thống tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo các định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo cụ thể của Bộ Giao thông Vận tải với tinh thần chủ động, kịp thời, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Việt Nam đồng tổng hợp 9 tháng đầu năm đạt 1.718 tỷ Việt Nam đồng. Với việc học tập, nghiên cứu sang ngành công nghiệp và cả một quốc gia, không một quốc gia, một ngành công nghiệp hay một công ty có bất cứ lợi thế hai cách lời nào mang tính tự nhiên, lợi thế duy nhất chính là khả năng khai thác những kiến thức đặc biệt, trang bị bồi dưỡng thêm kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ đoàn chuyên trách các cấp, ban thường vụ đoàn tổng ty hàng không Việt Nam. Vâng, phòng tổ chức Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ truyền đạt hướng dẫn cho các đại biểu trong hội nghị của chúng ta. Xin trân trọng kính mời thầy Hoàng Văn Hòa. Kính thưa toàn thể các anh chị em, đồng chí cán bộ đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ngày hôm nay thì nhận được và ban tổ chức, ban tuyên giáo. Do đó thì một số nội dung mà hôm nay tôi trao đổi với đồng chí thì bức xúc và hay gặp phải những tình huống nghiệp vụ, và chuyên đề của tôi đó là chuyên đề nghiệp vụ, cho nên nó hơi khô một chút, nó không như chuyên đề kỹ năng của thầy Đồng Linh. Từ thầy cơ sở giờ này rồi lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái này. Bạn nào là người 4 người, 5 người. Rồi, bạn nào làm đoàn được 1. Như vậy là ở đây chúng ta rất là đa dạng về đối tượng, đúng không? Cán bộ đoàn. Và báo cáo với các anh em sư đoàn cơ sở được gọi là cán bộ đoàn. Đấy là tính hạt nhân rất quan trọng để nâng cao chất lượng công tác phong trào và công tác tổ chức cũng như hoạt động của nhiều hoạt tổ chức. Và hai là chuyên đề nghiệp vụ công tác văn phòng. Nhưng mà để chúng ta có thể tìm hiểu nó cặn kẽ từng chút một. Vì đáng lẽ ra nếu theo các giáo trình mà chúng tôi làm có thể thấy là chúng ta đã từng nghe xã hội, đúng không? Vậy tôi xin hỏi các anh em, trong hệ thống chính trị của phái của mình là công tác đoàn và đây là hội nhập quốc tế, đúng không? Chắc để xong câu trả lời xong câu. Như vậy chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, trong mà chúng ta thường nghe, ví dụ như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì xin đưa là hội liên hiệp thành viên bao gồm có cả Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một thành viên của tổ chức hội. Nhưng tổ chức đoàn của chúng ta chỉ có một vai trò của hội mà đoàn làm nòng cốt, đó là Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Một tổ chức mà người ta gọi, có nhiều người hay bị nhầm, đó là hội đồng đội đối với hệ thống đoàn với đi này. Nhưng xin thưa đó không phải là một tổ chức hội, là tổ chức hội. Hội đồng này thì là nó do ban chấp hành đoàn cấp chúng ta chỉ định, những khái niệm rất cơ bản. Xin phép các bạn tôi đến tôi mở cái file slide. Tương đương công nghệ thì các bạn cứ nhớ một điều, tất cả ông cấp
ông tỉnh đoàn, thành đoàn có cái gì thì ông tương đương cấp tỉnh phải có cái đó, và ông huyện đoàn có cái gì thì mấy ông tương đương lại có cái đó, trừ một số đặc điểm đặc thù nó có. Ví dụ một ông tỉnh thành đoàn có đối tượng thiếu nhi, đúng ạ, với doanh nghiệp trung ương chỉ có một đối tượng, đó là đoàn trong doanh nghiệp, thì nó rất đặc thù, ở cái cấp thứ tư in đậm. Các bạn nhìn này, chi đoàn cơ sở và đoàn cơ sở, đúng không? Vừa rồi tôi có hỏi là bạn nào là bị bạn nói vậy, ông chi đoàn cơ sở số lượng đoàn viên có thể rất là ít, kể cả dưới 10 đoàn viên, nhưng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ông này không thua ông kia. Ông đoàn cơ sở có thể lên đến 1.000 đoàn viên, nhưng ông chi đoàn cơ sở chỉ có đến 20 đoàn viên thôi. Nhưng ví dụ, nhưng ông đoàn cơ sở được kết nạp đoàn viên, được giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng, thì ông chi đoàn cơ sở cũng được cái quyền đó. Đặc thù có mối liên hệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, và đoàn cấp trên người ta xem xét yếu tố này có thể báo cáo anh em là cái đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở này có thể trực thuộc trực tiếp. Chúng ta không nên có một cái tư duy máy móc là ông là đoàn cơ sở thì bắt buộc ông phải trực thuộc đoàn cấp huyện. Cái đó là chúng ta không nên có một cái tư duy máy móc là ông là đoàn cơ sở thì bắt buộc ông phải trực thuộc đoàn cấp huyện. Cái đó là cái điều lệ đoàn nó, cái phân cấp nó khác bây giờ hiện nay. Ví dụ như là đoàn tại hai nó một là một dạng của đoàn cấp huyện, nhưng nó không có thẩm quyền được thành lập tổ chức đoàn cơ sở. Cho nó bất cập ở đó. Và tôi đã từng tham mưu có một cái tình huống mà rất khó khăn. Chúng ta chỉ đề nghị đoàn viên khai vào cái thông tin đoàn viên ở đây cho đến thời điểm tại hai nó một là một dạng của đoàn cấp huyện, nhưng nó không có thẩm quyền được thành lập tổ chức đoàn cơ sở. Cho nó bất cập ở đó. Và tôi đã từng tham mưu có một cái tình huống mà rất khó khăn. Chúng ta chỉ đề nghị đoàn viên khai vào cái thông tin đoàn viên ở đây cho đến thời điểm